Hello, chào mừng các bạn đã đến với Zone with Stars. Đây là một chương trình nơi chúng ta có thể lắng nghe các cuộc trò chuyện đến từ những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chương trình sẽ được livestream vào thứ năm hàng tuần trên fanpage của Zone Radio. Ngoài ra thì show cũng sẽ được phát sóng trên ứng dụng Zing MP3 cũng như là radio tần số 89MHz vào lúc 18 giờ mỗi tối thứ sáu. Ngày hôm nay, Zone with Star không chỉ có một khách mời như bình thường mà chúng ta sẽ có hai vị khách mời. Đây là hai người đã làm nên ký ức tuổi thơ của rất nhiều những người trong chúng ta. Yeah. Đó chính là hai diễn viên của bộ phim Kính Vạn Hoa. Xin giới thiệu anh Vũ Long và anh Ngọc Trai. Yeah. Hai anh có thể gửi một lời chào đến các thính giả của Zone được không ạ? Ai chào trước? Kính lão đắc thọ. Thôi bây giờ chúng ta hãy sống như những người đàn ông tù xì. Ok, 1, 2, 3. Em trước đi. Em thắng mà. À, mình thắng là mình trước phải không? Ừ, đúng rồi. À, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Trai. À, ngồi kế bên mình là Vũ Long. À, tôi thì muốn giới thiệu các bạn là mình là host của Zone Vista. Oh, nhưng yeah, ngày hôm nay khi mà cái trend mà năm chín mấy tôi là đạo diễn, ấy lộn, tôi là diễn viên. Và cũng được Ngọc Trai rồi anh Đào hưởng ứng thì Zone Vista có một lời mời, thì mình nghĩ là nếu mà mình làm host, mình ngồi đây mà mình tự nói về mình nó cũng hơi kỳ, nên là được Harley với lại Ri mời lên thì vui mà cũng hồi hộp. Yeah. À, vậy có nghĩa như là lý do mà tất cả mọi người mời em và anh tới đây á là bởi vì cái trend mà là năm chín mấy đúng không? Chính xác. Nhưng mà cái này là cho trai được đính chính lại một tí xíu nha. Dạ. Thật ra là trước khi mà là cái trend chín mấy đó nó diễn ra thì trai cũng không biết cái trend là cái gì. Rồi sau đó cái lúc mà là trai bất ngờ gặp lại Mạnh. Huy Anh. À, Huy Anh á, trong một cái chương trình mà là trai làm host, làm MC, thì tự nhiên hai anh em gặp lại, rồi xong cái hai anh em nhớ lại cái thời hồi xưa quá, mới thôi bây giờ mình thử mình diễn lại một đoạn coi là cái cảm giác của hai mình nó có còn giống nhau nữa hay không. Thì lúc đó là tụi anh mới làm một cái TikTok nó nhỏ nhẹ thôi, nó chỉ tên là 18 năm trước nó như thế nào và 18 năm sau như thế nào. Thì khi mà cái đó lên á, tự nhiên cái mọi người thích quá. Cái trai cũng khá là bất ngờ. Rồi sau đó là các bạn mới nói là anh ơi, vậy thì anh làm cái trend năm 90 mấy đi. Nhưng mà thật ra nếu mà năm 90 mấy nó lại không đúng lắm, đúng không anh? Đúng tại rồi, vì đúng là rồi. Phim cũng là năm 2000 mấy. Đúng rồi. 2000 rồi. Cho nên ở một khía cạnh nào đó thì là khi mà làm cái trend đó thì là trai chỉ mong muốn là các bạn muốn như vậy thì là trai sẽ chiều lòng fan thôi. Còn chính xác á là trai muốn gặp lại những người hồi xưa. Giống như là những anh em hồi xưa đó. Ngoài ra thì trai còn hồi trước cách đây mấy ngày em còn gặp lại Phương Trinh nữa. Phương Trinh. Đúng rồi. Em gái. Mạnh là nữa. Huy Anh thì là đóng vai là em họ của trai. Đúng rồi. Còn Phương Trinh là đóng vai là em gái ruột. Em ruột. Đó. Mà tức cái là anh gặp Huy Anh trước. Trước đó có gặp Huy Anh, em có nói chuyện để là em cùng bạn làm một dự án. Nhưng mà cơ bản là mình nghĩ là lúc đó cũng chưa vui. Còn cái câu còn cái trend năm chín mấy mà clip TikTok của Zone thì gần như là không biết luôn. Wow. Một ngày đẹp trời, bạn sổ sổ ở bên Zone bấm qua cái kêu anh Long có này là mình hả cái gì. Vậy thì với rất là cảm ơn cái trend đó đã làm cho mọi người rất là hưởng ứng rất tốt. Và làm cho hôm nay Zone with Star phải mời được hai anh đến đây bằng được để chiêu đãi cho khán giả, để mọi người cùng cảm nhận được cái điều đó. Vậy thì hai anh, em được biết là mọi người đều rất nhớ, kể cả khán giả đều rất nhớ mọi người, và hai người cũng rất nhớ đoàn phim. Vậy thì không biết hai anh có thể diễn thử một đoạn nào đó lại ở Zone with Star ngay bây giờ, với giọng nói ngày ấy, với con người ngày ấy. Giọng nói ngày ấy, con người ngày ấy hả? Cũng như nhau thôi, thật ra cũng giống nhau. Anh có còn nhớ thoại không? Chứ bây giờ là ngoài tả với sữa ra thì không nhớ cái gì hết trơn. Tập 4 đi ạ, thử tập 4 đi ạ. Tập 4 thì cái cụ thể đó là tập cái phân đoạn đó. Bây giờ không? Bây giờ muốn phân đoạn nào thì phải nói để cho tụi anh nhớ. Phân đoạn, em nhớ có một phân đoạn em rất là thích. Đó là phân đoạn là anh Ngọc Trai nhìn thấy cái tay nó rơi xuống ngoe nguẩy. Cái tay rơi xuống ngoe nguẩy. Và sau đó anh Vũ Long phát hiện ra đấy là nói xạo. Ôi là con ma trên đầu cắt cỏ hả? Đúng rồi. Đúng không ta? Hình như vậy, nhưng mà nếu vậy thì nhớ cái tập mà mùa hè bận rộn không? Cái tập mà qua nhà học sáu cảnh đó. Cũng hay, cũng hay. Cái cây, anh nhớ là cái thoại là có một cái cây, mày thấy sợi dây từ những cây này qua cây này không? Xong rồi anh nói, anh em... ở trên cao á, mà phải là không, thật ra thì các bạn ơi, nói chết một câu đó. Là... Không nhớ đâu.
mười mấy năm rồi. Tức là sẽ nhớ tình tiết, sẽ nhớ mọi thứ, nhưng mà riêng mà thoại thì thua. Vậy thì bây giờ mình từ cái tình tiết đó, bây giờ mình diễn lại phiên bản người lớn hơn một chút xíu đi. Giờ diễn không ra thiệt. Phiên bản người lớn hả? Phiên bản người lớn giờ lạ lắm nha. Bây giờ diễn mà lại là lạ lắm nha. Ừ, quý à. Hả? Dạo này con có hay khóc không? Có chứ. Dạo này con khóc nó cũng dữ lắm. Nhưng mà quan trọng lúc mà con khóc thì em không có mặt ở đó. À không quý. Nếu mà quý là mà phải mày tao. À mày tao chứ đúng rồi. Quên. Tự nhiên tại vì là Long lớn mình tuổi. À bây giờ là mình quý của thời hiện đại. Quý của thời hiện đại bây giờ là quý lớn rồi. À, quý giờ không ròm nữa. Mà bây giờ là quý chậm hơn hồi xưa rất là nhiều. Quý dạ. Ơi. Dạo này con mày sao vậy? Con tao hả? Ừ. Khỏe. Khỏe hả? Ừ, con tao khỏe re luôn thật. Mày biết rồi mà. Bây giờ là chỉ hướng con tao là đi học trường quốc tế. Thấy không? Dạ. Rồi giờ học giỏi lắm. Thiệt. Quá dữ. Mấy chục chấm không đó. Toàn là đứng top 10 trường không đó. Giống như tao hồi xưa rồi đó. Con tao giờ nó y như tao vậy. Cái chuyện gì cũng kêu ba có gì từ từ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh chứ ba đừng la con. Nếu như mà vậy thì tao cũng muốn vậy đó. Chắc tao phải thay đổi cách dạy con tao lại. Tao không thể nào mà là cứ nóng nảy như hồi trước được. Đúng rồi. Thôi cho vuốt một cái lấy cái vía coi. Nhẹ ra thôi. Thôi vậy nha. Một chàng vỗ tay cho hai khách mời. Nói một câu là trai thì chắc còn diễn, nhưng mà anh thì phải mười mấy năm rồi anh không diễn. Anh chỉ làm MC với là anh chỉ làm tham gia những công việc của riêng anh thôi. Dạ. Mà này cũng nói luôn với mọi người là đây chắc là phải, lần trước thì mình có lên Zobista một lần. Dạ. Nhưng mà lần đó là dịch nên là hai anh em là online với nhau. Nhưng mà đúng ra mà ngồi chung với nhau ở trong một chương trình thì cũng phải mười mấy năm rồi đó. 10, 11, 12 năm. Tại vì có một thời gian anh không có tham gia bất kỳ một cái hoạt động nào cả. Mình khi không tham gia thì mình cũng không nhận lời phỏng vấn luôn nè. Ngọc Trai đã từng tác anh ở trên danh luôn mà. Là nếu mà có gì thì cũng mong muốn gặp lại. Nhưng mà mọi người không biết là ngoài ra anh em vẫn gặp ở nhau ở những cái chương trình khác khi mà cùng tham gia, nhưng mà theo giờ là lúc đó anh đứng đằng sau. Nên là thật ra đây là một cái dịp mà anh nghĩ là mười mấy năm mới gặp lại nhau. Lâu rồi hai anh không tham gia một chương trình nào hết, giống như là lời anh Vũ Long vừa nói đúng không? Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì hai anh có một cuộc gặp bí mật nào ở bên ngoài mà đó giờ tụi em chưa được biết không ta? Mới nói gặp hoài gì? Nếu như mà là bí mật ở bên ngoài thì anh nghĩ là chắc để cho riêng tụi anh thôi. Chứ bí mật mà tự nhiên mình bật mí thì nó đâu còn gì hấp dẫn nữa đúng không? Đúng, chính xác. Nhưng mà thật ra là bản thân anh Vũ Long cũng đã từng liên hệ với lại Ngọc Trai và để cũng có một cái dự án rất là bí mật của riêng ảnh luôn. Để mà tham gia hợp tác như vậy đó. Hiện tại bây giờ thì là mọi thứ nó vẫn còn đang trong cái trứng nước. Thật ra nó cũng gần nở rồi mà tại vì lâu quá. Anh cứ trai rảnh không? Ok anh cứ lên kèo đi, rồi có gì thì anh em mình gặp. Anh cứ bận hoài. Anh cứ bận hoài rồi tới lúc đó thì khi mà là ảnh bắt đầu rảnh thì tới lượt anh bận. Cho nên ở một khía cạnh nào đó thì là bản thân của trai luôn suy nghĩ vậy nè. Cái gì cũng cần một cái thời điểm. Đúng rồi. Và cái duyên á. Dạ. Giống như khi mà tự nhiên cái bất chợt anh gặp lại Mạnh. Tự nhiên cái mọi thứ nó bắt đầu nó chạy lại trong đầu của anh. Giống như là một cái ký ức á. Dạ. Và anh cũng đã từng gặp lại anh Đào rồi. Và ký ức cũng đã quay trở lại luôn. Hôm gần đây luôn anh cũng gặp Phương Trinh. Tự nhiên cái mọi thứ nó bắt đầu chạy lại thì anh cảm nhận thấy là mọi thứ nó cần thời gian và lý do. Cho nên ngày hôm nay nó cũng là một cái lý do rất là thú vị. Để chúng ta có thể gặp nhau và chia sẻ. Đúng rồi. Rất là tiếc vì hôm nay trong dàn diễn viên chính của Kính Vạn Hoa chúng ta không thể có mặt chị anh Đào ở đây được đúng không? Dạ đúng rồi. Đào đi Úc rồi, đi Úc lâu. Giờ chắc đang trên đường về nhà. Tại vì cũng nếu mà sau Úc 3 tiếng thì giờ 5 giờ giờ chắc cũng đang ngủ rồi. Hôm nay thì chỉ có hai khách mời là Vũ Long và anh Ngọc Trai đến đây thôi. Nhưng mà không sao hết, tại vì hai anh hồi xưa thì Kính Vạn Hoa là hai anh đóng vai trò là bạn thân của nhau đúng không? Ngày hôm nay thì sẽ hơi khác một chút xíu nha các bạn ơi. Ngày hôm nay thì Zone with Star sẽ đưa ra thử thách, đó chính là hai anh sẽ đứng ở hai đầu chuyến tuyến. Sẽ trở thành battle đó. Cái này là thân tàn ma dại luôn rồi. Chính xác. Đúng rồi, chính xác. Và chúng ta sẽ có ba cấp độ.
thử thách được đưa ra. Tất nhiên ấy thì nếu mà ai thua thì sẽ nhận được rất nhiều những hình phạt, còn ai thắng thì không sao cả, chúng mình thắng thì sẽ không lành lặn đâu, nhưng mà thua thì chắc chắn bị phạt nha. Tôi chấp nhận thử thách ngày hôm nay của John Vista. Yeah, xin mời anh Vũ Long. Tự nhiên cái tôi chấp nhận luôn giùm anh Vũ Long. Không phải để anh nói chứ. Chấp nhận đi anh, cái chương trình này nó ghê lắm. Cái câu này là cái câu anh gài người ta đó, câu gài, cái này là gài xong là không đi ra thôi được thì rồi. Biết bây giờ lỡ gài rồi, chấp nhận luôn đi anh. Tôi Vũ Long chấp nhận thử thách của John Wistar. Trời ơi, nghe trời. Thiệt là vừa khóc vừa cười quá. Có gì đâu, thật ra diễn chương trình của mình mà sao mình lại khóc anh. Không, em ở một cái thế là em hành người khác thì nó khác, còn cái thế mà em bị hành nó khác. Mình biết sao biết chi không chị, để anh hiểu được nỗi khổ của những người bị anh hành đó. Chính xác nghiệp luôn, quá nghiệp. Nhưng mà chắc là hai anh cũng sẽ có những ca khúc yêu thích nào đó của mình đúng không? Ừ. Vậy thì ngay bây giờ tụi em sẽ để cho hai anh lựa chọn một ca khúc để gửi đến các bạn thính giả của Zone Radio nha. Yeah. Hai anh sẽ chọn bài hát nào? Thì anh chọn trước đi. Anh chọn trước hả? Ừ. Hôm nay có vai mà mọi người reunion đúng như kiểu như là mọi người cùng nhau gần lại với nhau hơn thì mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. Bài đó này một ngày mới đã ghé thăm tôi. Em thấy hợp lý mà. Thôi rồi. Hay chúng ta sẽ mở muốn gửi đến các bạn thính giả theme song của bộ phim Kính Vạn Hoa. Vô hãy cùng nghe với Vũ Long và Ngọc Trai nha. Tức là mình sẽ cùng nghe nhạc. Ca khúc tên là gì đây nè? Bây giờ là có một nha. Ca khúc nó không có tên. Tình yêu diệu kỳ. Đâu, tình yêu diệu kỳ là bài khác. Tình bạn diệu kỳ là bài đêm nay ta ngắm sao nè. Là cái bài trong tập 10, tập 15 ngọn nến. Nhưng mà cái bài thêm sau Kính Vạn Hoa là không có tên. Tức là mọi người đều nghĩ đó là bài đấy. Thề luôn là tôi không có nhớ được cái tên lớn nha. Thôi mình cứ mở bài Kính Vạn Hoa đi mọi người. Kính Vạn Hoa nha. Đây là một phân phát mà cái hai MC cũng không hề biết được luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc chủ đề của bộ phim Kính Vạn Hoa nha các bạn. Xin mời âm nhạc ạ. Một bài nhạc ám ảnh nhất mỗi 18 giờ ngày xưa. Hey! Có khó khăn gì vì tôi đã có bạn bè. Giờ hiếm nguy nào vì tôi đã có bạn bè. Sẽ đi bên nhau đi khắp thế gian. Đây nè, cái khúc này nè. La la la. La la, ooh la la la, ooh la la la, tăng tăng tăng, ồ à chưa. Ôi nhớ quá, tự nhiên cái hình ảnh nó bắt đầu nó chạy về ấy anh. Phim đi. Yeah. Chắc đợt này về em phải xem lại Kính Vạn Hoa. Phim này mà gọi là nếu mà gọi là gom hết tất cả các phiên bản vô một chỗ ha, chắc giờ chắc mỗi tập chắc cũng phải cũng hơn 100 triệu view. Wow. Bao nhiêu năm rồi? 18 năm. 18 năm. Dạ vâng. 2006, 2006.
2003 là bắt đầu là phần đầu tiên, phần 1. Xong rồi đến một năm sau là phần 2, một năm nữa là phần 3. Nhớ là cứ mỗi cái gọi là mỗi năm đến hè á là người ta làm mỗi năm đến hè là mang mắt buồn, còn đây là cứ mỗi năm đến hè là tụi tôi dắt nhau đi đóng phim. Và xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Zone with Star, trận đấu của Vũ Long và Ngọc Trai. Trò chơi đầu tiên, thử thách đầu tiên mà Zone with Star hôm nay sẽ mang tới cho hai vị khách mời đặc biệt, đó chính là trò chơi mang tên Nào ta cùng lắc. Trò chơi như sau, đúng như cái tên của nó thì anh Vũ Long và anh Ngọc Trai sẽ được hai host dán lên trên người những tờ nốt. Trên tờ nốt đó là những câu hỏi, những câu đố. Nhiệm vụ của hai anh là phải lắc liên tục. Đúng rồi, đứng dậy và lắc theo nhạc. Tờ giấy nốt nào rơi xuống thì, ví dụ như anh Long, một tờ giấy trên người anh Long rơi xuống thì anh Ngọc Trai sẽ phải nhặt lên và trả lời câu hỏi đó. Nếu anh trả lời sai, anh sẽ không được chấp nhận đáp án. Ai là người trả lời nhiều hơn, được đúng chính xác các câu hỏi hơn thì người đấy sẽ là người giành chiến thắng cho trò chơi này. Và trò chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ chỉ kéo dài trong vòng 5 phút thôi nha mọi người ơi. Trong vòng 5 phút mà nếu như các anh hoàn thành trước thời hạn thì trò chơi sẽ kết thúc. Và khi mà 5 phút đã kết thúc rồi nhưng mà hai anh vẫn chưa trả lời hết 11 câu hỏi trên những cái tờ giấy nốt thì trò chơi của chúng ta cũng sẽ kết thúc luôn. Và lúc đó chúng em sẽ tổng kết lại xem ai là người chiến thắng và ai là người thua cuộc phải nhận hình phạt của ngày hôm nay nha. Anh em có bánh tù xì nào thua nó bốc trả lời. Không, em nghĩ anh phải lắc. Đúng rồi. Anh phải đứng dậy và nhảy. Điểm nhấn của trò chơi này là hai anh là phải lắc thật là nhiệt tình lên nha. Đúng vậy. Tức là khi mà mình lắc là mình sẽ rớt bao nhiêu câu hỏi, còn nếu mà lỡ không rớt câu hỏi này thì sao? Thì lắc thì hai anh phải lắc cho đến khi mà câu hỏi nào rơi ra thì thôi. Các bạn thân mến, ngày xưa chúng ta đều nhớ rằng nếu các bạn đã là fan của bộ phim Kính Vạn Hoa thì nhân vật Quý Ròm là một người rất giỏi toán, rất yêu khoa học, rất thích khám phá mọi thứ và không bao giờ sợ ma, không bao giờ tin vào những chuyện linh tinh. Vậy tâm thì linh đúng không em? Tâm linh đồ ha. Vậy thì không biết là trong trò chơi này anh Ngọc Trai của chúng ta có yêu thích toán giống như vậy không ta? Anh em... nghĩ là yêu thích toán á. Vừa nãy anh đã nói chắc là anh ít, chắc ít trường, chắc ít. Theo như anh thôi nha, chắc ít bạn nào yêu thích toán lắm. Nếu như mà là ai thích toán thì thích chứ, nhưng mà riêng bản thân anh á thì là anh không có thích cái bộ môn đó. Lý do vì sao ạ? Thì nó chỉ đơn giản thôi là anh không có giỏi tính toán. Ok. Mà cái người mà là giỏi tính toán á từ hồi xưa tới tận bây giờ luôn á nha, lại là Vũ Long. Nhưng mà trong phim thì hình tượng Tiểu Long lại khá là dở toán. Thực ra trong phim thì Tiểu Long học dở nha. Thật sự đúng mà. Tiểu Long học dở. Còn ngoài thì Tiểu Long học cũng không biết dở hay giỏi nhưng cũng học được. Thật ra toán thì anh không có phải là giỏi, môn đó thì cũng trung bình thôi, trung bình khá đi, nhưng mà anh lại thích hình học với vật lý hơn. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay sẽ liên quan hoàn toàn đến số học, không biết là các anh của chúng thần ta số có... học thôi em thì dạ không anh số toán học. Số học toán là, số học số có nghĩa là cộng mấy con số lại với nhau thôi. Chính xác. Ngay bây giờ thì các host sẽ dính lên người các anh những tờ nốt như thế này. Đọc. Bắt đầu, trò chơi bắt đầu. Bây giờ sao cái này là anh trả lời phải không? Dạ không, anh cái này là rớt từ người anh ra cho nên anh Ngọc Trai mới trả lời. Trai ơi trai, là sao? 400 nhân 3 phần 4 bằng bao nhiêu? Trời ơi cái gì vậy? Vừa mới vô, 1,5 triệu. Ủa? 1,5 triệu chính xác không? Không, tao biết chắc chắn không chính xác là 400 nhân 3 phần 4 hả? Nhưng bao nhiêu là 300? Wow. Đúng không? Tẹt. Tẹt là đúng rồi, 3 phần 4 là 300 đúng rồi. Anh Long trả lời đúng nhưng mà anh Ngọc Trai trả lời sai nha. Nhưng mà anh được cái nhanh. Không, nhanh là sai rồi. Công thức tính chu vi hình tròn. Chu vi hình tròn là không có dài cộng rộng rồi đó. Chu vi hình tròn. Chu vi hình tròn không? Tao đến là... 5, 4, 3, 2, 1. 2B nhân 3.14. Thuộc thì nhắc 2R. 2R nhân B. Trời ơi, câu của em là câu của em là... Rồi. Cái này là không cần lắc gì luôn, không nó cần lắc rồi. Luôn chết rồi. Bây giờ anh là 4 câu đúng không? Nè, em hỏi đi rồi anh trả lời. Ok, rồi 13 cộng 8 21. Chính xác. Đó là câu trả lời chính xác nha. 3 mũ 3 27. Giỏi quá, tuyệt vời. Lắc tiếp ạ. Có luôn rồi nè. Có luôn nè trai. Dạ. 2 mũ 3 bằng bao nhiêu? 2 mũ 3 4 8. Chính xác ạ. Đúng rồi. Đây ạ, anh Long sẽ. Này. 644 cộng 238.
644 644. Đúng. Cộng 644 cộng 238 cho mượn nhìn đi. Ờ à, đúng rồi, nhìn mình luôn không đi anh. Có giới hạn thời gian. Cộng anh có tính gì? 642 mình không có giới hạn thời gian. 2 6 826. Sai. Sorry, 862. Nhưng mà anh không có cơ hội trả lời lại ạ. Không, thôi cho đi. Không, chơi nè. Cái này đúng, đó lặp lại nè. Cái này là 882. Chính xác. Hay, giỏi. Ok. Rồi tiếp ạ. Ê, em còn câu cho anh nè. 9 chia 0. Ủa cái này là 92.0 là 9 chia 0? 9 chia 0 ạ. 9 chia 0. 9 chia 0. 9 chia 0. Ví dụ 9 nhân 0 chắc nó bằng 0 rồi đó. 9 chia cho 0 1. Chắc không? 9 chia 0 bằng 1 hay không? 9 chia 0 bằng 1. Đây 9... là một đáp án hoàn toàn sai. Đáp án là không chia được. À không chia được á. Vậy có luôn nè, 0 chia 97. 0 chia 97 hả? Ờ không chia 97. Ủa làm sao mà nó chia được? 0 chia 97. Đáp án của anh là gì ạ? Anh nghĩ là 0. Đáp án là 0 là một đáp án hoàn toàn chính xác. Đúng rồi. Anh bị lộn á. Tiếp ạ. Có luôn nè. Rồi. 3 mét bằng bao nhiêu đề bằng bao nhiêu decimet? 3 mét bằng 300. 35 lộn. 35 mét bằng bao nhiêu decimet? 350. Chính xác. Đúng không? Đúng. Không đúng thì thôi chứ sao giờ? À. Trời ơi công thức nữa nè, chết tôi rồi gì vậy? Ủa cái này anh trả lời đấy. Đúng rồi. Công thức tính diện tích hình tròn là gì vậy? R bình nhân pi. R bình nhân pi. Pi là 3.14 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà đúng là mình cứ pi đi. Ừ, pi. R okay, bình nhân pi. Dạ câu trả lời vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Trời hay quá Long ơi. Ê sao mà có cái số mà cứ đổ hoài nè. 7 feet nè, ngọc trai có 7.6 lít nước. Hỏi ngọc trai có bao nhiêu ml nước? 7.6 lít nước. Ừ. Ml nước. Ừ. Vậy là 7.6 ml. Chính xác. Đúng không? Đúng dạ đó. Đúng. Dạ ờ đúng, hên quá. Trời tôi tưởng tôi sai không? Ê, có một cái này nè. Bây giờ em có con số cho anh nè. X cộng 3 bằng trừ 5 suy ra x bằng x cộng 3 bằng trừ 5 giờ suy ra x bằng bao nhiêu phải không? À. Cái này là x bằng trừ 8. Trừ 8 đúng rồi. Trừ 8. Tự nhiên cái mày nhắc không chi vậy? Không phải, tự nhiên cái em bị liệu. Ôi vậy hả? Đấy là một đáp án. Thôi bây giờ nói luôn nè. Chính xác mà, trừ 8 đúng rồi. Cái này chắc chắn trừ 8 là trừ 8 cộng 3 bằng trừ 5. Quá hợp lý. Đúng rồi, lúc đó là mình chỉ cần lấy con số 3 qua đây thôi. Đúng rồi. Chuyển vé đổi dấu. Rồi, chúng ta chỉ còn 2 phút thôi. 223 trừ 134. 223 trừ 134 9 nè. 9 bằng ba cái tính toán này em dở lắm anh, bây giờ em tính giùm anh. Không tính giùm em đi. Không. Ờ hồn ai nấy giữ. Cái này mà anh chỉ em cũng được đi, nhưng mà nếu mà anh chỉ em lại bị phạt sao? Ê. Hồn ai nấy giữ nha, thân ai nấy lo. Đây là một trận chiến nha. Đây cảm ơn các bạn là chúng tôi rất thân nhau, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì chúng ta còn 1 phút ạ. Thân ai nấy lo. Chúng ta còn 1 phút ạ. Anh cứ bình tĩnh tính toán tại vì tụi mình còn tới 1 phút lận. Ừ thì anh bình tĩnh mà nãy giờ. 9 nè. Sao tự nhiên cái bây giờ em không có ra được cái số ta? Anh có cần mượn em cái viết để anh viết công thức tính ra không ạ? Trời ơi, không. Các bạn chính nhạc ác ghê luôn á. Các bạn producer nó ác luôn cho cái nhạc. 9 nè. Nhanh đi em. Ok, bằng 89. Ồ, đó là một đáp án. Chính xác. Nói đại đó. Em thề với anh là em nói đại đó. À, thôi, đọc luôn nè. 8 trừ x bằng trừ 2 thì x bằng bao nhiêu? X bằng 10. Có vẻ như là bây giờ mình không cần công bố đáp án luôn mà mình cũng biết được người chiến thắng ngày hôm nay là ai rồi đúng không các bạn? Hết rồi. Và ban biên tập ở bên ngoài vừa mới công bố là phần thắng đã thuộc về Vũ Long. Không ai cả. Bởi vì cả hai anh đều đã đoán được chính xác cả 5 đáp án. Trái sai 1 câu mà. Đúng rồi, anh sai 1 câu mà. Anh còn nhớ là anh sai 1 câu. Cái này là mình không tính những câu sai mà mình chỉ tính những câu đúng thôi á, là cả hai anh đã trả lời được tổng cộng là 5 câu đúng. Ủa vậy hả? Mỗi người 5 câu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là cái này là mình đã lỡ chơi rồi, mình phải chơi cho đàng hoàng đúng không? Đúng rồi. Tại vì hồi nãy á là Long có giúp anh câu. Cho nên là ở một khía cạnh nào đó làm anh là phải bị trừ 1 điểm, Long là phải được cộng 1 điểm. Yeah. Đó cho nên là cái này anh thua. Vậy là bây giờ anh Ngọc Trai tự nhận thua luôn. Ờ thì mình thua rồi, mình thua rồi. Chiến thắng đã thuộc về khách mời Vũ Long của chúng ta rồi. Hay quá anh ơi. Ủa tự nhiên cái mình thắng cái mình thấy thắng nó sai sai làm sao luôn á. Giống như là Ngọc Trai nhường anh nhường
tôi nhường anh thắng đó. Không phải. Okay, nói chung là thắng. Đúng là đúng, sai là sai. Ok. Rồi. Chúc mừng anh Vũ Long nha. Và tất nhiên thì người thua của chúng ta cũng sẽ có hình phạt đúng không Harley? Chính xác. Chính vì có một sự tình thương mến thương rất là khăng khít giữa hai người bạn của chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ sẽ là hình phạt dành cho anh Ngọc Trai. Anh sẽ phải chọn một món ăn mà ban tổ chức, mà John, anh sẽ phải chọn một món ăn mà John đã chuẩn bị. À. Và sau đó thì anh sẽ phải nói một câu, hai lần. Câu đó sẽ có nội dung như sau. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn. Hột vịt lạc. Nhưng này, mà này điểm quan trọng là anh phải vừa ăn vừa nói nha. Cái này ngày xưa ở trong được kịch Tuổi Ngọc á, là cũng có một thời gian là bị nói câu này, tại vì khi mà tập kịch á thì phải nói những cái câu này để cho là giống như mình đừng có lẹo lưỡi á. Nhưng mà luộc hột vịt lộn, luộc lại hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lạc, lại lộn qua hột vịt lộn, câu này không nhớ lắm. Những cái mà về đọc mà nói cái này nè, mà nó thường xuất phát từ âm L với lại mà âm O á, thì cho mình nói chậm chậm xíu được không? Tại vì nếu như mà là mình nói nhanh á, chắc là phải có cái búa ở đây hoặc là một cái gì đó nó bíp bíp á. Có John. Có cái búa các bạn. Tôi nghĩ là tôi đọc cái câu này là các bạn sẽ bíp từ đầu tới cuối luôn. Bây giờ búa là để gõ nhịp hay là cho sao? Cho anh mượn rồi không? Bây giờ anh Ngọc Trai đọc sai thì anh Vũ Long ở kế bên hãy dùng búa đập vào người anh Ngọc Trai đi ạ. Phải. Khó vậy. Bây giờ ăn gì chọn ăn ít. Anh chọn một trong hai nha. Chúng ta có ở đây đó là khổ qua. Ăn hết hả? Và chanh. Và hai miếng chanh. Anh Long, em xin mời anh chọn một món ăn mà anh Ngọc Trai sẽ phải ăn. Em lại anh cho em ăn chanh đi chứ đừng cho anh cho em ăn khổ qua. Không phải, nhưng khổ qua này mà nó chưa có bạn qua muối thì thôi rồi nó đắng. Các bạn thân mến, khi mà tôi cho cam, anh hôm bữa anh cho orange. Mới đây là anh có orange lên là miếng chanh á, nó chỉ bằng 1/4 miếng chanh này thôi. Hôm nay tụi nó ác, mấy đứa ác quá. Chơi cái miếng chanh bự chà bá vậy, miếng chanh này là được 2 chén nước mắm thôi. Em bây giờ cuộc sống khắc nghiệt mà. Thì ok, miễn sao mà cho chanh. Em ăn cái gì đó nó chanh, nó chanh, nó, chanh. Nó rồi, đảo được rồi, bỏ xuống rồi. Chứ đừng có bắt em nhai cái dĩa. Hả? Thôi cho anh ăn cả dĩa đi ạ. Thôi. Bỏ đây cho em đi ạ. Em okay. Sẽ để qua bên này. Một miếng thôi. Ăn miếng hay ăn hai miếng? Anh lỡ đầu chơi thì chơi hết đi. Wow, đúng là chịu chơi nha. Ê, nhưng mà chắc anh phải tháo cái vỏ ra nha. Dạ được ạ. Đưa cái này để anh tháo cho. Rau. Ngồi tôi đằng xa ngửi mùi thôi là đã thấy chua rồi đó mọi người. Tình hình tại Zone Radio hiện tại đang vô cùng căng thẳng thưa quý vị. Chúng ta đang được nhìn thấy anh Quý Ròm Ngọc Trai đang bóc vỏ chanh ra, trông rất là hấp dẫn. Và anh ấy sắp sửa đọc. Hấp dẫn không em? Hấp dẫn không? Em thấy chuẩn bị không? Không, em cảm ơn. Thiệt. Cái hồi mà hôm bữa nghe hôm bữa luôn đó, cái để như vậy là chính xác nè. Xong cái là mình chỉ cần để cái hàm răng mình cho mình kéo rột cái là xong. Luộc hột vịt lộn, khoan, bây giờ là em phải tập trước rồi đó. Luộc hột vịt lộn không tập, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Nhưng mà anh phải nói bằng tốc độ nhanh hơn vừa rồi nha. Không, bây giờ khó, không phải game khó hơn, nhưng mà em nói theo cái nhịp anh gõ nè. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Nói ba lần đúng không? Luộc lại hột vịt lộn. Nói là ba lần đúng không? Luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Ok bạn chơi luôn nè. Nhưng mà em cảm thấy nhịp của anh Long vừa rồi là hơi chậm. Không, anh tăng tốc lên miếng được không? Anh đập gì kệ anh. Anh đập, em yên tâm đi, với một cái sự ác sẵn có của anh đối với các nghệ sĩ thì em nghĩ đây là cơ hội anh tha đó. Anh tha Ngọc Trai hả? Không hề, vô. Đúng theo nhịp nha. Rồi 1, 2, 3 thử thách bắt đầu. Anh đập vô cái đầu gối anh chứ đừng lát hồi hứng quá đập vô cái đầu em nha. Ừ, không đập đâu, anh đập tay. Khoan, từ từ để lỡ. Thưa quý vị, anh Ngọc Trai đang nuốt từng miếng chanh vào mồm ạ. 2, 3, 2, 1 đọc ạ. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc, luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Mọi người nghĩ không? Mọi người ơi, anh Ngọc Trai chỉ mới đọc được 2 lần thôi. Luộc hột vịt lạc,
ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc. Từ từ anh, chắc cho em xin một cái thao chứ nãy giờ nước miếng chảy dữ quá. Đây. Nước miếng nó chảy, nó lúc lộn mà. Em hứng không kịp á. Vậy em còn miếng là đập nó tiếp em. Bây giờ mình đi qua được cái này chứ. 1, 2, 3, vô. Luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc, vô. Luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc, vô. Luộc hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc, ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc. Yeah. Thật ra có một cái điều mà mọi người không biết nha. À, cái này nói thẳng luôn nha. Khi mà gõ nhịp vậy chai dễ nói hơn. Đúng. Nó giống như là rapper vậy đó. Đồng ý. Anh ổn mà. Anh ổn chứ em. Uống nước không? Hình như em bị tụt huyết áp anh ơi. Em bị tụt huyết áp. Vitamin C giúp chúng ta hạ huyết áp. Và thưa quý vị, khách mời Ngọc Trai, Quý Ròm ngày hôm nay của chúng ta đã bước qua được hình phạt đầu tiên của thử thách đầu tiên trong Zone with Star. Yeah. Và vừa rồi thì chúng ta đã, nếu mà các bạn có xem livestream thì các bạn có thể thấy là cái biểu cảm của anh ấy vẫn rất là khó tả, cực anh kỳ đau khổ. Chính xác là cực đau, kỳ đau khổ. Bị hành vô cùng khắc nghiệt. Yeah, vậy là trò chơi đầu tiên của chúng ta đã kết thúc rồi đúng không? Và phần thắng đã thuộc về anh Vũ Long, và người thua cuộc là anh Ngọc Trai cũng đã nhận hình phạt là vừa ăn chanh vừa đọc một câu nói khá là lẹo lưỡi rồi. Và như từ đầu tụi mình đã nói thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có khá là nhiều trò chơi. Okay. Để cho hai anh có thể battle với nhau cực căng luôn. Và hồi nãy thì chúng ta đã kết thúc trò chơi khởi động đầu tiên rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ đến ngay với trò chơi thứ hai nha. Nhắc về kính vạn hoa thì có vẻ là ai cũng sẽ nhớ ra được là hồi xưa nhân vật Tiểu Long của anh Vũ Long là một nhân vật khá là giỏi võ đúng không? Rồi anh, bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà hai anh có thể thách thức nhau về cả võ tay chân và cả võ mồm nữa. Là quánh nhau quá à? Thôi quánh nhau giờ không quánh nổi đâu, già rồi, đừng cho quánh nhau. Mình có thể chuyển cái bộ môn nó mạnh mẽ hơn, ví dụ như là banh đũa hay là bún thun rồi đó được không em? Hay là một cái bộ môn bi đồ được không em? Hoặc là một cái bộ môn đàn ông hơn và gọi là mang tính quyết định ăn thua cao hơn là quánh tù xì được không em? Chắc chắn là sẽ như thế á. Mọi người hãy lắng nghe trò chơi này nha. Ok. Giao thức của trò chơi này như sau. Giao thức ghê vậy. Lực chưa? Sao nghe học thuật chứ gì? Hai người sẽ có một cái chuông ở trên bàn. Yeah. Chuông đâu? Rồi. Lát nữa mình sẽ mang vào nha. Ok. Chúng ta sẽ phải dành nhau để bấm chuông trước sau khi mà host đưa ra câu hỏi. Ừ. Và trong sau khi mọi người bấm chuông xong, ai là người bấm chuông trước thì sẽ có 5 giây để trả lời câu hỏi đó. Yeah. Người nào trả lời đúng sẽ được cầm một cái búa thần trưởng và đánh vào đối phương. Dạ. Nếu người đó trả lời sai thì đối phương sẽ được cầm búa và đánh ngược lại. Yeah. Chúng ta sẽ có quyền né bằng cách là sẽ có những con gấu bông ở hai bên của hai người để được làm khiên. Hai người sẽ được né. Nếu mà người nào né được thì câu trả lời của cái câu trả lời trước đó sẽ không được công nhận. Ok. Mọi người hiểu chưa ạ? Yeah. Né được hả? Nếu mà né được thì cái câu trả lời đúng vừa nãy hay sai vừa nãy cũng đều không tức được công nhận. Tức là anh trả lời đúng, xong anh cầm búa anh đánh em. À. Anh xử em cái thì nếu mà em né được á thì coi như là câu trả lời của anh không được công nhận. Chính xác. Vậy hả? Ừ, còn nếu em đúng thì em cũng làm ngược lại anh, mà anh né thì thôi, còn trúng thì tính. À, sau bao nhiêu câu... Sau khi mà chúng ta chơi hết tất cả những câu hỏi có trong bộ đề thì người chiến thắng sẽ là người mà đánh được đối phương nhiều cái hơn, và người thua cuộc sẽ là người bị đánh nhiều hơn. Yeah, và chúng ta sẽ có 11 câu hỏi. Yeah. Và hồi nãy thì 11 câu. Dạ. Yeah. Hồi nãy thì tụi mình giới hạn thời gian là trò chơi trong vòng 5 phút đúng không? Trong trò chơi này thì tụi mình sẽ không giới hạn thời gian, nhưng mà khi mỗi khi mà MC đọc xong câu hỏi thì hai anh sẽ phải trả lời trong vòng 5 giây nha. Ok. Cho anh có ý kiến. Dạ. Tại vì khi mà né đó nha thì chắc chắn là anh sẽ không thể nào mà là đeo cái headphone này được. Tại vì một khi mà anh né là anh chạy thẳng ra ngoài luôn. Chứ đâu thế nào mình né mà mình đứng đây được đúng không? Cho nên là nghĩ rằng thì thay vì là né thì đánh một cái nhưng mà không la, không có biểu hiện gì hết trên gương mặt, mà không la không thay đổi gì đó thì ok, thì coi như là bên kia sẽ bị trừ một điểm chẳng hạn là như vậy, thì mình có thể quýnh ở bất cứ đâu. Ok, trừ mặt nha. Quýnh ở bất cứ đâu trừ mặt, nhưng mà ví dụ như anh thắng và anh quýnh chai làm sao mà dụ chai né đúng. Cái giật mình cái thì coi như là chai thua, là anh điểm giữ. Phải đứng yên, phải đứng yên. Đúng rồi, là nguyên cái khung hình như nè.
đứng là yên. Không được thay đổi gì hết trơn nha, dù chỉ là một cái liếc mắt hay là một cái sự nhăn mặt nhỏ nhắn thôi, thấy không, là nhiệm vụ đó là của hai em là phải bắt làm sao cho được nha. Hợp lý đó, thì coi như là anh thua. Còn nếu như mà anh vẫn giữ y nguyên như vậy thì coi như là cái câu trả lời đó dù đúng mà cũng không có được công nhận. Ok, thì nó sẽ đỡ hơn là cái việc là mình né. Chính xác. Hả? Ok. Có nghĩa là bây giờ là hai MC có trách nhiệm là phải nhìn vào gương mặt của người bị thua nha. Gương mặt của người thua mà thay đổi biểu cảm một chút xíu thôi là coi như là mình sẽ mình sẽ tính là bạch đánh trúng một lần nha mọi người. Và ngay sau đây sẽ là những câu hỏi. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Lúc nào cũng sẵn sàng. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu nha mọi người ơi. Vô. 1 2 3. Vô. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi? À! Anh Vũ Lâm giành quyền trả lời rồi mọi người ơi, xin mời anh trả lời ạ. Cục than. Trời ơi. Hoặc là nhang. Tôi dùng là cái gì mà đốt, cái gì không. Than, đen, mua khi đen, đốt thì đỏ. Đốt hết thì màu xám. Chính xác. Đó là một đáp án chính xác rồi, ok. Đứng về. Hai MC bây giờ phải nhìn biểu cảm của anh Ngọc Trai thật kỹ nha. Anh phải nói để có gì em chuẩn bị chứ. Tại vì quýnh tới nơi em chết em à. Đáng chịu nha. Quýnh đâu nè. Ok. Công nhận là anh Ngọc Trai đã thành công né được thử thách lần này nha mọi người ơi. Kỳ cục ghê luôn, tôi trả lời đúng xong cái tôi quýnh, tôi thành sai. Không phải sai nhưng mà ý là thành là chưa ghi được điểm nào. Dạ, yeah, anh Vũ Lâm sẽ không được công nhận đáp án chính xác vừa rồi. Okay. Và bây giờ chúng ta tới ngay với câu hỏi thứ hai luôn nha. Câu hỏi thứ hai như sau: Thúy Kiều họ gì? Mời anh Vũ Lâm trả lời ạ. Họ Vương. Wow, đó là một đáp án quá nhanh, quá nguy hiểm. Chính xác. Wow. Anh biết chắc chắn là chính xác mà. Biểu cảm lần này có. Mình thay đổi chiến thuật liền mọi người. Dạ, thưa quý vị. Đứng mà để cho mình bây giờ mình biết rồi, đứng mà để cho gồng cười lên là có liền, quýnh liền. Vậy dạ. Thì là mình cười lúc mình đứng lên. Đúng rồi, phải tươi tốt. Thưa các quý thính giả, và đó chính là một cú đánh cũng rất quá nhanh, quá nguy hiểm. Yeah. Và làm cho anh Ngọc Trai không kịp trở tay. Đánh có sự tính toán. Oh. Tính chứ không phải cú đầu, tức là cái gì cũng vậy, mình làm lần đầu mình thấy không có gì hợp lý thì mình phải thay đổi chiến thuật liền. Và anh Ngọc Trai đã có một cái biểu cảm rất là bất ngờ. Yeah. Vô cùng là giật mình. Dạ, vâng. Hoảng hốt đó em. Đó là biểu cảm hoảng hốt đây. Giật mình, hoang mang, hoảng hốt. Rồi, okay. Câu hỏi tiếp theo như sau. Kể thêm hai tên gọi khác của Mỹ Hầu Vương. Bắt đầu. Anh Vũ Lâm lại một lần nữa giành quyền trả lời rồi. Mỹ Hầu Vương phải không? Là Tôn Ngộ Không nè. Yeah. Tây Thiên Đại Thánh nè. Chính xác. Đứng dậy, đứng dậy. Vừa rồi là sao đây ta? Em nghĩ là anh nên đổi chiến thuật đi anh. Ok ok quên. Nhưng mà không, anh lời được câu mà anh không ấy. Không tính thôi, anh vẫn lời được câu mà. Lại một lần nữa là anh Vũ Long khiến cho anh Ngọc Trai trở tay không kịp. Nhưng mà lần này có vẻ như là đã có một cái sự chuẩn bị ngầm trong đầu rồi. Cho nên là không hề thay đổi sắc mặt luôn nha mọi người. Yeah, vậy thì câu trả lời vừa rồi của anh Vũ Long sẽ không được tính. Anh chịu đựng giỏi lắm em. Em chịu đựng anh giỏi lắm. Em nghĩ là anh Ngọc Trai nên có một cái chiến thuật bấm chuông để trả lời câu hỏi để có cơ hội được cầm búa thần trưởng đi. Anh nói cái chiến thuật này cũng hay lắm nè. Là cái chiến thuật này là cái chiến thuật mà chấp nhận thua xong rồi nhưng mà đứng dậy lên đập cái là nhưng mà không sao, anh lời được câu rồi, anh có một câu làm vốn rồi, bây giờ anh cho Trai trả lời. Bây giờ chỉ còn giữ nguyên một câu trả lời đúng này cho đến cuối thôi là anh Vũ Lâm sẽ chiến thắng đó nha. Dạ. Anh Ngọc Trai phải nhanh tay lên mới được. Mình sẽ đến ngay với câu hỏi tiếp theo nha. Thế chuẩn bị. Kể tên năm bộ phận trên cơ thể bắt đầu bằng chữ L. Bắt đầu. Em vẫn chưa hô bắt đầu mà. Ok, cho chấp. L 1. Lưỡi. 1. 1. Lường. 2. Lông. 3. Anh Ngọc Trai bây giờ đang đang nhìn MC. Lá lách. 4. Còn cái nữa. Đếm lại 5 giây lượt mà. Ê, anh đừng có làm cái miệng đó làm em nghĩ tầm bậy anh. Ai biết? Không biết. Hết giờ. Còn cái gì nữa ta? Lưng. Đúng rồi. Dạ. Dở dễ sợ luôn. Lưng à. Lách. Vậy là anh Ngọc Trai chỉ trả lời được 4 trên 5 thôi. Ừ. Và quyền được cầm búa thần trưởng lại thuộc về anh Vũ Long ạ. Yeah. Chắc không quánh nữa. Không quánh nữa đâu. Chớp mắt rồi nha mọi người ạ.
chớp mắt, chớp mắt, chớp mắt, có chớp mắt, có chớp mắt, có chớp mắt, có chớp mắt. Chơi mà chơi gõ vô con mắt người ta kêu người ta không chớp. Ê, gõ vô trời đất ơi, không hề gõ vô mắt luôn chứ không phải né đó. Khi mà một chiến thuật mình ủa giờ cuối cùng là anh được thắng thêm một câu nữa hả? Dạ, chính xác, chính xác, chính xác. Anh thắng rồi. Vậy là vừa rồi là anh Vũ Long đã tấn công anh Ngọc Trai thành công và anh Vũ Long lại có thêm một đáp án chính xác về cho mình nha. Mình đến ngay với câu hỏi tiếp theo nè. Câu hỏi tiếp theo như sau. Con trai có gì quý nhất? Bắt đầu. À, con trai có gì quý nhất? Ông trả lời được, Ngọc Trai quý nhất. Ta chưa kịp nói là gì. Ồ, anh Ngọc Trai đã giành quyền trả lời rồi. Thì trả lời đi chứ mà. Bây giờ anh Ngọc Trai trả lời đi ạ. Con trai thì nó chỉ có viên ngọc thôi. Dạ. Yeah. Là nó là quý nhất. Vậy thì đáp án của anh là Ngọc Trai quý nhất. Dạ, yeah. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng anh Ngọc Trai đã có được đáp án chính xác đầu tiên trong ngày hôm nay nha. Xe các bạn coi coi. Đây là lần đầu tiên mà anh Ngọc Trai được cầm vào búa và anh ấy đang chuẩn bị đánh vào người anh Long Thần Trưởng bằng chiếc búa Thần Trưởng này ạ. Tôi muốn quýnh lúc nào cũng được đúng không? Dạ, dạ đúng, đúng chính xác. Ok. Muốn quýnh lúc nào cũng được đúng không? Ừ. Tại bây giờ đang để về rồi đúng không? Cái khuôn mặt anh chọn nó hơi ơi rồi áo chưa quýnh mà phải quýnh, tức là khi phải quýnh nó mới có cái sự rồi. Ok rồi. Em sẽ quýnh nha. Đưa cái tay ra, em chỉ đánh tay rồi. Lạ mặt như nãy đi đủ ngủ. Anh Vũ Long chớp mắt rồi nha mọi người ơi. Vậy thì tụi em sẽ công nhận là câu hỏi này của đáp án lần này của anh Ngọc Trai là chính xác và hợp lệ. Vậy chính thì anh xác. Ngọc Trai đã có đúng thêm một câu rồi mình. Yeah. Búp bê ơi, ba đúng được một câu rồi hai đứa ơi. Ba mừng quá tụi con ơi. Hồi nãy tới giờ ba không có thắng được cái gì hết trơn. Có vốn đem về rồi. Trời ơi, thề luôn. Là nãy là tính bấm rồi mà nó cầm cái chuông nó chạy đi luôn. Nó có chuông luôn. Lẹ quá mà nó chụp cái chuông liền. tiếp vô. Rồi, ok, mình đến với câu hỏi tiếp theo nha. Rất hy vọng là anh Ngọc Trai sẽ phát huy được cái chiến thuật này. Nhưng mà em nghĩ là câu hỏi này là thế mạnh của anh Vũ Long. Không có gì mạnh đâu em. Yeah, câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Nước nào vô địch World Cup nhiều lần nhất? Bắt đầu. Wow, anh Ngọc Trai quá nhanh quá nguy hiểm, anh trả lời đi ạ. Anh không biết đâu nha, nói đại rồi, Argentina. Đây là một đáp án. Sai rồi, sai. Sai, chắc chắn sai luôn. Brazil. Không mà sai rồi, tại vì đáp Em sai rồi, em đâu được tính đâu. Yeah. Ờ vậy hả? Dạ. Không phải, tại vì biết sao không? Tại ở một khía cạnh nào đó, năm nay, cái mùa này là cái mùa số 7 với lại số 10 là cũng là cuối cùng của họ rồi. Ừ, đúng. Nhưng mà rồi, ở một khía cạnh nào đó thì là em vẫn mong muốn là Messi. À, năm nay tức là năm nay trai muốn... năm nay trai muốn là Argentina vô. Năm nay anh muốn... Tại vì á, ở một... em vẫn bị ám ảnh cái hình ảnh mà là Messi mà là nhìn cái cúp của anh. Ừ. Kiểu nhìn thấy trời sao tội dữ người ta. Tiếc thôi năm nay ước gì là mình mà tổ chức World Cup ha, tặng luôn cho ảnh đi. Bỏ giá là bị cho mệt. Như vậy thì lại tốt quá. Anh này năm nay anh mong chắc mong anh mong Brazil vô địch. Dạ. Tại vì quá lâu rồi, Brazil là quá lâu rồi mà bao nhiêu mùa là không có vô địch. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn cầm búa ạ. Dạ ai đánh này, anh đánh này. Dạ vâng, vì anh trai đã trả lời, okay, anh Ngọc Trai đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi nên bây giờ quyền được cầm búa thần trưởng sẽ thuộc về anh Long ạ. Come on. Khó thiệt chứ. Bây giờ quá. Đánh yêu. Có vẻ như là anh Vũ Long đã tha cho anh Ngọc Trai trận không phải này tha, rồi mọi người ơi. Không phải tha, mà giống như là mình không có tìm được cái điểm yếu mình tấn công mà thôi, mình cứ nhẹ nhàng vậy đi. Chứ hồi nãy ông rà tới đây là anh chụp liền. Đâu thế nào mà để hở được. Ai? Hở là dỗ liền. Dạ vâng. Ai lại chơi như vậy? Trời ơi. Ok, vậy là mình vừa rồi là anh Ngọc Trai đã trả lời nhưng anh trả lời sai và anh Vũ Long đã trả lời được đáp án chính xác, nhưng mà anh Vũ Long cũng đã không tấn công được anh Ngọc Trai, cho nên câu đáp án chính xác này mình sẽ không công nhận nha mọi người. Ok, ok. Okay. Vẫn 2-1. Vẫn đây, tỷ số vẫn đây là 2-1. Mình đến với câu hỏi tiếp theo nha. Ok. Câu hỏi tiếp theo như sau. Kể tên 5 tỉnh thành bắt đầu bằng chữ T. Chữ T là bắt đầu chữ T đúng không? Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tiền Giang. 5 giây bắt đầu chưa ạ? Tiền Giang, đến ngược đi mọi người ơi. Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh. Chết tôi tay, chữ T phải không? 3 2 1 Tên.
vậy là anh Vũ Lâm đã giành quyền trả lời nhưng mà anh không hoàn thành được thử thách của chương trình rồi. Em không biết luôn á. Em biết. Em không biết luôn á anh. Không, tự nhiên bị quên á. Anh nhớ cái này anh có trả lời một lần rồi. Dạ. Tức. Thôi kệ thua thôi sao giờ. Bây giờ nhờ MC nói thêm bây giờ này. Đây okay. Thanh Hóa nè. Hồi nãy nói là gì? Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh. Hay để MC để mà em nghĩ là chắc hết thời gian luôn đó anh. Dạ, Vũng Tàu em... được không? Thái Bình nè. Dạ, à, Thái Bình. Trời ơi. Thái Nguyên nữa. À, con xin lỗi mẹ. Quê của Sơn Tùng MTB mà mình không biết. Quê mẹ anh Thái Bình nè. Hả? Dạ. Quê mẹ anh Thái Bình, con xin lỗi mẹ. Dạ vâng, thưa quý vị, vậy là anh Vũ Long đã không hoàn thành được câu trả lời của mình. Chính vì vậy mà quyền cầm búa thần trưởng lại rơi vào tay của anh Ngọc Trai. Xin mời anh Ngọc Trai. Tiếp tục. Xem tay ra đi em. Em chỉ quýnh tay thôi. Em không thể nào. Lần này tôi chơi khôn, tôi nhắm mắt lại, quýnh một cái thôi cô. Tôi chơi khôn, tôi nhắm mắt lại à. Lần này ra đây ta, lần này anh Ngọc Trai đã tấn công. Nên cho một cái búa mà bằng kim loại. Dạ, vâng, sẽ dùng búa thật. Ồ, cái búa đó, búa cái búa đó. Bỏ một cái là tự nhiên cái ngon nghe ỏi, ỏi. Không, tức là trò chơi chúng ta chỉ chơi được một lần. Dạ, nếu vậy thì khách mời chỉ đến Zone Star một lần và không bao giờ quay trở lại. Nhưng mà anh làm hot nha. Đừng, không vui đâu. Thưa quý vị, vừa nãy anh Ngọc Trai đã tấn công anh Vũ Long, nhưng mà anh Vũ Long đã rất là kiên cường và không để lộ bất cứ một sơ hở nào trên biểu cảm khuôn mặt của mình ạ. Phải sao mà dám lộ được, lỡ mất công con nó quýnh giá. Câu hỏi tiếp theo như sau. Câu hỏi này khó nha mọi người, tỉnh táo nào. Tỉnh lắm em. Diễm xưa của Trịnh Công Sơn có bao nhiêu chữ diễm? Không có chữ diễm nào cả. Trời đất ơi, chưa kịp nói gì hết. Quá nhanh quá, nguy hiểm luôn. Không lẹ quá, đờ lẹ luôn. Không có chữ diễm nào cả. Khoan, chúc mừng anh. Trước khi mình công bố đáp án thì anh Ngọc Trai trả lời thử xem sao. Anh nghĩ là có bao nhiêu chữ diễm? Không, thực ra là cái câu này anh cũng tình cờ anh đọc được rồi. Ồ. Và có cái này là một cái gần như là một cái cách để mà là đoán bài hát á. Có nhiều người nghĩ rằng á, diễm xưa là trong đoạn điệp khúc là nó phải có từ diễm. Ồ. Đúng rồi. Hay là cái gì đó, thấy dạ không? Ơi, nhưng dạ mà thường á là nó không phải. Chính xác, nhưng mà cái chính xác là trong bài diễm xưa là không có từ diễm nào, đúng chính không? Chính xác. Dạ vâng, ngay bây giờ sẽ là anh Vũ Long tấn công anh Ngọc Trai. Có chấp bắt. Quýnh vô cái cần cổ người ta mà kêu ta không chấp bắt, trời ơi. Giọng cái bóp vô cần cổ người ta mà không cho ta chấp bắt. Cái này đâu có đau đâu. Nhưng mà giọng vô cần cổ làm sao dạ mà vâng, thưa hai anh. Và đó chính là câu cuối cùng. Câu hỏi, đó chính là câu hỏi cuối cùng của trò chơi video này. Yeah. Mẹ ơi, con thắng hai lần rồi. Hay quá con. Vậy là tổng kết lại thì sao đây ạ? Hay quá trời con. Với tỷ số là 3-1. 80-0. Thì cuối cùng là anh Vũ Long đã chiến thắng trò chơi thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Yeah. Chúc mừng anh Vũ Long. Lại là một chiến thắng vô cùng là thuyết phục. Và đây lại là lần thứ hai mà anh Vũ Long đã chiến thắng trò chơi tại Zone With Star. Lần này thắng nó đỡ cứng hơn cái lần trước nè. À, cái lần trước thắng cứng lắm nè. Không... đỡ cứng hơn cũng được. Yeah. Thì ra là ngay từ hồi nhỏ rồi, từ cái trong cái đội kịch Tuổi Ngọc rồi, Long được mọi người ví như là một cái cuốn từ điển sống. Oh, wow. Thực sự là như vậy, kiểu giống như là cái gì Long cũng biết hết trời á. Và Long biết rất là rõ nha. Cho nên ở một cái khía cạnh nào đó thì là trai rất là hâm mộ của Long. Wow. Trai không có giỏi nhớ. Thậm chí là có nhiều người nghĩ rằng là trai chắc là phải giỏi lắm rồi, chắc là đọc nhiều lắm này nọ. Thì mình cũng sẽ đọc nhiều đó, nhưng mà không phải cái gì trai cũng nhớ được. Giống như là bản thân trai sẽ lựa chọn những cái nội dung mà mình muốn nhớ. Dạ. Và những cái thế mạnh mà mình muốn nhớ. Còn những cái khác á, trai mặc định luôn là mình nhớ cũng được mà không cũng không sao. Dạ. Tại vì mình đâu phải là một siêu nhân đâu. Dạ. Vậy thì sau đó thì em có thể kết luận luôn là anh Long là một Mr. Biết Tuốt. Và với anh Ngọc Trai, không biết là vừa tuốt mà là tuốt tuần tuột luôn. Tuốt tuần tuột. Nhưng mà với anh Ngọc Trai thì anh Ngọc Trai có nói là anh Ngọc Trai sẽ nhớ những cái điều mà anh thực sự rất là muốn nhớ. Vậy thì hình phạt của trò chơi vừa rồi sẽ liên quan đến việc anh nhớ ai nhất trong đoàn làm phim của Kính Vạn Hoa, và anh sẽ phải gọi điện ngay cho người đó ngay bây giờ. Bây giờ anh Ngọc trong... Trai sẽ bốc thăm giúp em một trong những lá thăm này nha. Đây chính nhưng là mà mọi người có số điện thoại không? Chứ trai là không có số điện thoại của mọi người trong đoàn. Trong lá thăm này sẽ là những cái hành động mà anh sẽ phải rủ người đó
gọi điện và rủ người đó đi đâu đấy. Tức là em gọi một những gọi những người bây giờ hiện tại em còn liên lạc. Dạ đúng rồi, anh hãy anh đừng gọi anh nha, nó kỳ lắm luôn á. Dạ, hôm nay anh chọn sẽ gọi ai? Anh có thể nói to lên dòng chữ được không ạ? Nhờ qua John chở vì xe hỏng. Ồ, vậy là bây giờ anh Ngọc Trai sẽ phải gọi điện cho một người từng trong đoàn làm phim của Kính Vạn Hoa và sẽ nhờ người đó đến studio của John để chở anh trai về bởi vì xe đã hỏng. Dạ. Bây giờ anh sẽ gọi cho ai đây ạ? Bây giờ gọi cho một người qua đây đón. Gọi ai? Em nghĩ là gọi người này qua đây đón là người ta chửi em liền á. Ừ. Tại vì hiện tại bây giờ là người đó là đang ở một cái đất nước khác luôn. Nước Cameroon. Bắt cái máy bay qua đây. Em nghĩ là bây giờ thay vì là mình lấy cái lý do là qua đó, mình sẽ nói là người ta mong muốn là một cái lần mà chúng ta cùng hát với nhau á. Cũng được, cũng được. Ok rồi. Chưa bao giờ là chúng ta hát với nhau cái bài đó mà. Cái này là mọi người nói là challenge, nhưng mà bây giờ Long quyết định là Long sẽ làm challenge này luôn, là Long lấy đang sử dụng điện thoại gọi cho anh Đào. Mạng Úc nó có kangaroo. Kìa. Ok. Hello. Yo. Alo. Trời ơi, cái gì mà che vậy, đâu có cần make up đâu, đây là nè, đây là mặt mọc hết luôn đó. Để anh sẽ mở màn hình sáng lên. Tôi mọc từng xíu. Khỏe không em? Ở đây đang trời tối. Ở đây trời, ê sao bao nhiêu năm vẫn đớt vậy? Chết tự nhiên. Một hai toàn tham gia vào cái chương trình của Zone Radio. Hôm nay là gặp mọi người luôn nè, đó bạn. Ê bây giờ nha, người ta đang bắt khó hai tôi vậy nè, có nghĩa như là phải làm sao mà khiến cho anh Đào hát cái bài mà là Kính Vạn Hoa đó. Hát không đó thì bây giờ không? Mà là hát hết bài nha thì là tụi tôi mới được đi về, còn nếu như mà Đào không hát là tụi tôi phải ngồi đây hoài luôn đó. Ôi, mọi người ở ngoài luôn đi, đâu có liên quan đến tôi đâu. Nghĩ sao vậy? Mình cũng là bộ ba mà. Đúng vậy. Em sao đi kỳ cục vậy? Em 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi anh mới nhận phỏng vấn và anh mới đứng ngồi với thằng này, lúc đó em đi mất tiêu rồi. Thì thôi bây giờ giúp tụi anh đi. Đúng vậy. Năn nỉ luôn đó. Thôi thì bây giờ thì không là đang lái xe đúng không? Em không hát được. Hát được. Không sao đâu. Có gì á thì là tôi đánh nhịp cho ha. Giờ tôi đánh nhịp rồi sau đó là cả ba chúng ta cùng hát được không? Dễ lắm mà, chắc chắn là phải thuộc cái bài mở tung cửa sổ đón anh mặt trời đó, vậy thôi. Em đơn giản đúng không? Em nghĩ coi, ở đây có một mình nó là ca sĩ thôi, còn anh cũng không là ca sĩ. Anh hát còn dở hơn mà, anh hát thôi chứ anh không hát. Bây giờ anh chấp nhận rồi em chơi. Đây là ca sĩ mà sĩ được có 4 tháng à. Ê mà thật ra là còn lại lẻ hết đó. Thật ra là nó thua. Thằng trai thua chứ không phải anh thua, mà anh nó kêu anh lấy điện thoại gọi cho em. Tụi bây sống sao? Hát đi. Hát nha. Hát đi chứ bây giờ không hát là tụi tôi không được gì. Năn nỉ luôn đó. Hát chung đúng không mọi người? Hát chung đúng okay. Rồi. Ok. Nè, chuẩn bị nha. Em đếp đi. Em đang trên cao tốc luôn á mọi người. Không có sao đâu, cao tốc thì là kệ cao tốc. Em hát mấy câu thôi được rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Mở tung cửa sổ đó. Thì bây giờ phải bắt như mới được. Ở đây không. Là tụi tôi chỉ được bè thôi. Vậy nè, em hát trước đi, tụi anh hát đúng theo. Vậy. Chứ không thôi bây giờ là nếu mà tụi anh hát đây là không biết em vô lần nào. Đúng rồi. Em đi tụi anh theo em. Có nghĩa như là giọng của Đào á là giọng chính. Tự nhiên tôi gọi điện thoại, tự nhiên tôi bị bắt hát nha mọi người. Đúng rồi đó. Cuộc đời nó là vậy đó. Cuộc đời nó đúng rất nhiều bất ngờ nha. Ừ. Lẹ đi anh cầm mỏi tay quá. 2, 3, vô. Cạp cái gì vậy? Hát đi cạp cái gì vậy? Mama tung cửa sổ đón ấp mặt trời. Yeah. Nè, một mười. Yeah, thân tôi. Hey, yeah lại nào. Kìa bay chim ơi. Ơi, hãy nở nụ cười, nụ hoa ơi. Yeah. Có khó khăn gì vì tôi đang lái xe trên cao tốc à. Mà nói chứ lấy xe đi đúng rồi. Người ta đúng nhé.
ừ luôn nha, ừ luôn nha. Ừ la la la. Ừ la la la. Ừ la la la. Ừ la la la. Nào cùng xoay. Nhìn công an kìa. Sẽ thấy cuộc đời tuyệt vời như cơn vàng hoa. Hay quá trời ơi. Cảm ơn Đào rất là nhiều. Pin xin lớp. Ê, mười mấy năm rồi là ba đứa mình mới chung khung hình đó. Đúng rồi. Mặc dù đang chung chung khung hình FaceTime. Ừ. À không nha, này là Facebook chứ không phải FaceTime nè. Nó chứ ok. Khi nào về? Khi nào về? Khi nào về? 19 tháng 2 về. 19 tháng 2 về. Okay, rồi xúc. Xúc nha. Ok, gặp nhau. 19 tháng 2 về. 19 tháng 2 về rồi. Các bạn thân mến, 19 gặp em nha. Ừ gặp gặp kỳ này gặp, kỳ này gặp, kỳ này gặp, kỳ này kỳ này sống lại rồi. Chứ hai đứa mình là gặp rồi ha. Kỳ này gặp, kỳ này gặp. Ok, anh đã phải bye bye. Ủa, giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe rồi, ok. Yes, và đó là anh Đào. Ê, tính ra là lời đó ha. Lời. Gọi xong cái bây giờ còn chốt được thêm khách mời nữa. Úi trời. 19 tháng 2 năm 2023 anh Đào sẽ về Việt Nam. Rồi chắc chắn là nếu như các bạn có yêu thương Kính Vàng Hoa thì chắc chắn là lần này chúng tôi sẽ gặp nhau. Chắc chắn là Zone Radio sẽ không thể bỏ lỡ. Welcome back tất cả các bạn đang đến với chương trình Zone with Star. Chương trình sẽ được phát sóng livestream video vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần và được phát sóng trên radio tại ứng dụng Zing MP3 và tần số radio 89 MHz. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là hai diễn viên của bộ phim Kính Vạn Hoa. Và hai anh ấy đã vượt qua rất nhiều những cái thử thách của hai MC ngày hôm nay mang đến. Không biết hiện tại thì các anh đang cảm thấy như thế nào sau hai thử thách vừa rồi mà phải đối đầu với nhau như vậy? Thật ra cái việc mà bắt đầu tham gia một cái thử thách nào đó hoặc là một cái cuộc chơi nào đó đi ha, mà là trai đối đầu với lại anh Long á, thì là trai mặc định trong đầu mình luôn là mình thua chắc rồi. Tại sao lại vậy ạ? Không, tại vì thực ra không phải là mình không có muốn đấu, mà nó chỉ đơn giản là mình biết cái khả năng anh Long như thế nào. Và mình biết khả năng của mình như thế nào. Cho nên ở một cái khía cạnh nào đó thì dù cái cuộc chơi nó có nhỏ như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn cố gắng đó. Nhưng mà nó không thể nào mà thay đổi được cái kết quả. Cái kết quả cũng như là cái thực tại á mà bản thân mình đã hiểu rõ. Dạ. Long cũng cố tình nhường mình mấy lần á. Không, cái điều này là mọi người phải công nhận với trai. Dạ. Và trai cũng hoàn toàn công nhận cái điều đó luôn, tại vì là Long đã nhường trai từ hồi xưa tới giờ rồi. Nhưng cho nên ở một cái khía cạnh nào đó đối với riêng bản thân trai luôn á nha, dù Long với trai chỉ cách nhau đúng có một tuổi thôi, nhưng mà là trong trai thì Long luôn luôn là một người anh lớn. Trời, nghe ghê quá, trong trai sao mà nghe cảm động quá vậy ta. Rất là romance đấy ạ. Thật ra thế này, hồi xưa trong đội kịch Tuấn Ngọc á, dạ, thì Long vào sớm hơn. Long vào đội kịch Tuấn Ngọc 3 tuổi lận. Tức là từ hồi nhỏ đã tham gia rồi, và sau đó thì Long tham gia với các anh chị lớn hơn và cũng đi diễn nhiều hơn. Và mặc định luôn là khi mà trong đội kịch mà những người đi diễn nhiều hơn thì ở đội lớn hơn, tức là được sinh hoạt trong đội lớn hơn. Và chỉ có tập vở thì trai lúc đó trai vào sau, lúc đó tầm khoảng chừng 8-9 tuổi trai mới vào, đúng không? Rồi. Thì lúc đó mình mặc dù mình cũng 9-10 tuổi nhưng mà ở trong đội mình gọi là thâm niên lâu hơn. Bài vế kiểu như mối là chạm như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng anh em cũng chơi với nhau. Và ở đó trong đội kịch thì được cái là mọi người xem nhau như gia đình vậy đó. Cũng bối nhưng mà xưa không có tiền. Bối nhiều lắm mà không có tiền. Đó là coi như có, tại vì khác với mọi người, khác với những các bạn thiếu nhi khác đi, là hè là các bạn đi chơi, các bạn được nói chung nhảy chơi hàng xóm, được đi các kiểu, thì tụi Long thì mới mỗi hè là đi lên tập kịch. Đi lên tập vở để bắt đầu là đi để thứ nhất là cái hè mới rảnh thôi, chứ còn trong năm đâu có được đi tập nhiều, thì cứ hè là tập những cỡ kịch dài, ví dụ như Để Nhắc Danh Gà với Xì Trâm. Là coi như hồi đó là đặc biệt là Xì Trâm mà Long với trai là cũng như đóng thành một cặp, là một cặp từ đó luôn á. Là Tí Lười với lại Tí Phá. Yeah. Là hai người quậy từ đó luôn. Thì kiểu dạng như hai anh em cứ như coi nhau như anh em vậy đó. Coi nương nhau như vậy, và coi như là giống như là
mình sinh hoạt cùng nhau, mình chơi cùng nhau thì cũng vui. Dạ. Nên lúc đó cũng mình cảm giác là thì trai nó mới vô. Ừ. Rồi trai nhỏ hơn mình mà thật ra hồi đó thì tất mình bự hơn, dạ. Mập hơn. Ừ. Mập hơn. Ừ. Tức là hồi xưa trai ốm lắm. Ồ, thì đúng là quý đòm. Mọi người đã nhắc rất nhiều về việc mọi người đi đóng phim với những kỷ niệm rất là thú vị. Dạ. Và cùng với đó là cả việc mọi người từng đứng ở trên sân khấu rất nhiều để đóng những vở kịch nữa. Vậy thì không biết trong thời gian hiện tại hoặc trong thời gian sắp tới, các anh có một cái ý định nào đó về việc quay trở lại sân khấu và có những cái vai diễn hoặc là những vai trò khác trong một cái sân khấu kịch như vậy không? Về kịch đó, dạ. Thì ở thời điểm hiện tại, ừ. Trai nghĩ rằng là mình nên dùng cái từ là ngọn lửa. Trai khi mà đứng trên sân khấu ở thời điểm hiện tại thì trai có thể làm được MC. Trai có thể diễn một vở kịch nó ngắn thôi. Dạ. Chứ còn để đảm nhận một cái vở kịch mà nó dài, oh, yeah. Mà nó đó chính là cái thời điểm mà thầy Cường gọi em lại để mà là em đóng thằng quỷ nhỏ đó. Cái thời điểm đó khi mà thầy gọi anh lại để mà là anh đảm nhiệm vai diễn thằng quỷ nhỏ, đây là một trong những vở diễn gần như là đinh nhất của đội kịch Tôi Ngọc anh luôn. Và khi mà là anh bắt đầu đứng lên sân khấu ở cái thời điểm mà là anh đã rời xa sân khấu cũng khá là lâu rồi, để anh tập trung về điện ảnh cũng như là những cái công việc khác, tại vì anh sau cái sân khấu á, là anh bắt đầu tập trung vào điện ảnh, từ điện ảnh anh lại bắt đầu tập trung vào voice talent. Rồi anh cũng bắt đầu đi học nhảy. Rồi một thời gian là em dám mong men em làm ca sĩ đó, ca anh sĩ. Đó sơ nhóm phô du nha các bạn, nhóm với phô du Lân Nhã nè, anh Tuấn Xuân Lân nè, Lân Nhã nè, anh Tuấn đó. Thì nhóm phô du bốn người là có bốn bài hát, bốn tháng sau rã nhóm. Tại vì lúc đó là cả bốn đều không có một cái sự định hướng nhất định, nó chỉ đến từ một cái xuất phát nó rất là vui vẻ hồi xưa đó. Mình lập nhóm mình đi hát đi. Tại vì từ một cái bộ phim là Những Hôm Rực Rỡ á, ra thì thôi cứ mình sẽ dựa vào cái bộ phim đó mình làm một cái nhóm nhạc thì nó sẽ có giống như là một cái bước đệm. Thì mình đi lên luôn. Nhưng mà cái gì mà là đi lên mà nó không có một cái sự chuẩn bị chính xác á, nó đều không có bền được. Thì cái sự thất bại của cái nhóm Voju đó nó cũng là một cái bài học để cho anh nhìn lại là bây giờ là mình giỏi cái gì. Thì khi mà thất bại xong á, anh mới quay về làm những cái việc mà là mình đang làm, như là thôi mình thử mình về sân khấu rồi sao. Thì lúc đó cái ngọn lửa sân khấu của anh nó vẫn còn đó, nhưng mà là nó chỉ là âm ỉ thôi, nó giống như là than như vậy. Thì than bây giờ chắc là nó đã cháy gần tới cái tàn luôn rồi. Nó chỉ khi mà là em phải thổi vô, em phải thổi hơi vô thì nó mới bắt đầu bùng lên được. Cái thời điểm kia khi mà là anh bắt đầu được thầy mời để mà là làm một đóng cái vai thằng quỷ nhỏ là một trong những vai chính á, anh tự cảm nhận thấy luôn là anh diễn không ra. Anh làm không có đủ, tụi anh từng gọi là sướng á. Anh cảm thấy không có sướng. Bởi vì anh làm không có ra được cái chất hồi xưa nữa. Cho nên anh diễn được 3 suất thôi. Và tới suất thứ 4 thì anh mới nói với thầy ơi, chắc hiện tại nếu như mà là em muốn quay lại sân khấu, em phải cần một khoảng thời gian để em bắt đầu học lại từ đầu. Và cảm nhận được sân khấu và cái ngọn lửa sân khấu nó bắt đầu nó cháy lại trong em, thì em mới có thể đảm nhận được những cái vai mà nặng tâm lý như vậy. Tụi em cảm ơn anh Ngọc Trai về những chia sẻ cực kỳ chân thành vừa rồi. Còn anh Vũ Long thì sao, không biết là sắp tới thì anh có dự định là quay trở lại dưới ánh đèn sân khấu không? Thực ra thì Long nói thẳng luôn, kể kìa luôn đi anh, kìa luôn đi anh, thôi nói luôn đi anh, chứ không thôi lát hồi lãnh quên cái là anh lại bỏ quên cuộc hẹn rồi. Có lẽ là có một bí mật nào đó nhỉ? Có anh nhắc luôn, có Long Ngọc Trai cũng đang có một cái bí mật, một cái sự comeback nhưng mà chưa biết là như thế nào. Nhưng mà được anh, cái này rất là đáng mong chờ một cái dự án nào đó ở trong một thời điểm gần đây, tức là có thể là một vài tháng nữa nó sẽ được ra mắt. Cái này thì ủa thì cũng phải thực hiện chứ trời, là một sự kết hợp giữa anh Ngọc Trai và anh Vũ Long đúng không ạ? Có thể
và cũng hả? Nói chung là vậy đi đó, vậy đi mình bật mí tới đây đi. Rồi vậy đó. Thì dự án nó sẽ là một cái dự án đâu đó là một cái official của những người đã từng làm trong Kính Vạn Hoa. Thì các bạn thấy rằng là từ khi Kính Vạn Hoa ra mắt đến giờ ha, thì tất cả những mọi thứ mọi người làm là đều những người khác làm, những bên media khác làm và những bạn gọi là những bạn khác làm, ví dụ như cover bài hát hoặc là như làm một cái gì đó. Thì đến một thời điểm hiện tại Long nghĩ là tại sao mà đến khi chúng tôi những người làm, những người diễn viên của Kính Vạn Hoa hiện tại bây giờ là chúng tôi đã trở thành những người hoàn toàn khác so với ngày xưa, không còn là những cậu bé cô bé là mới bước chập chững đóng phim bởi vì vui là chính. Thì là tại sao chúng tôi không làm một cái sản phẩm nào đó, có thể là một sản phẩm âm nhạc hoặc là một cái series nào đó để mà để tụi anh thấy thích. Và tụi anh nghĩ đó là cái đúng, đó là cái tụi anh thích, tụi anh sẽ làm cho Kính Vạn Hoa và để khiến cho mọi người, tức là khiến cho Kính Vạn Hoa nó trở nên bất tử luôn. Đó là cái mà anh ấp ủ rất là lâu. Và sau khi nói chung cái đợt dịch vừa qua, cũng như là sau khi mà nói chuyện lại với trai, cũng như thật ra tụi anh chỉ mới nói chuyện sơ sơ thôi. Anh thì về phần anh thì anh làm cũng đã 70% rồi. Còn 30% còn lại thì thật ra anh muốn ekip Kính Vạn Hoa sẽ xuất hiện ở trong đó để cùng mọi người, và để cùng mọi người xây dựng. Thì chắc chắn là anh sẽ bàn với trai để có một cái gọi là một cái phương án nào đó và một cái cách để mọi người hài hòa với nhau. Nên là mong mọi người đón chờ. Các bạn ơi, vậy là chính miệng người trong cuộc đã lên tiếng rồi, thì chắc chắn là tụi mình phải cực kỳ hóng đợi màn kết hợp. Đừng có hóng mà hối giọng. Đừng hóng mà hối. Hối đi. Các bạn ơi, hãy comment thật nhiều ở trên fanpage của Zone Radio để hối anh Vũ Long hãy thật nhanh cho ra sản phẩm kết hợp cùng với lại anh Ngọc Trai, cũng như là sản phẩm reunion thực sự của Kính Vạn Hoa nha các bạn. Nói với các bạn luôn là Long có một cái biệt danh mà ngay cả những người làm cùng với Long hay nói là Long Latte. Nhưng mà Latte không phải là cà phê latte đâu, mà Long Late, có là Long Trễ. Long có một cái bệnh ngâm mà Long ngâm từ ngày này qua tháng nọ, nhưng mà nói chung là kỳ này sẽ cố gắng rất là sớm. Bởi vì thứ nhất là cũng tức là đôi khi có một thời gian thì trai cũng biết, đặc biệt trai là người biết rõ nhất. Một thời gian người như Long biến mất khỏi giới showbiz, Long không hề tham gia một phỏng vấn nào, không hề tham gia bất kỳ một cái hoạt động nào đó, bởi vì Long nghĩ rằng là cái gì dĩ vãng là dĩ vãng, cái gì mà của ngày xưa hãy để cho ngày xưa. Còn khi mà mình chọn cuộc sống, mình đứng đằng sau, mình không có bất kỳ một hoạt động nào nữa, thì mình nên đừng có khuấy động lên gọi là khuấy. Nhưng mà báo ông thương đó, năm nào cũng có ăn bài à, diễn viên Kinh Hoàng Hoa nghệ bây giờ, xong rồi 5 năm 6 năm 7 năm 8 năm 9 năm, tức là mỗi năm đều có một bài báo. Cứ mỗi năm đến hè là có một bài báo. Nhưng mà rõ ràng thì lần này Long nghĩ rằng là ok, mình sẽ có một dự án vì mình cũng an ao với mọi người. Và đôi khi thì do là cũng là do Zone đó, ở đây rồi riết làm khách mời, riết rồi cứ bị kêu lên thế. Tự nhiên thành ra khi mà đi gặp lại anh em, đặc biệt là trai không biết là Long có những cuộc họp báo các nghệ sĩ khác, trai với là MC. Thì Long vẫn tham gia những cuộc báo. Lúc đó là Long đi với tư cách là một người lấy tin, một người làm về artist, một người là về nghệ sĩ. Thì thật ra Long vẫn làm trong giới đó, nhưng mà Long đứng sâu nhiều hơn thôi. Nhưng mà nghĩ lại là ok, tại sao, tức là cái thôi thúc ý là tại sao mình không làm một cái của người Kính Vạn Hoa, làm cho phim Kính Vạn Hoa và để làm cho mọi người biết. Tại vì bây giờ mình làm được rồi mà. Ngày trước mình chưa có đủ lực, mình chưa có đủ cái gọi là cái mindset, mình chưa có tức là mình chưa có nghĩ là mình sẽ làm được như vậy. Nhưng bây giờ tại sao mình không làm? Thì Long nghĩ đây sẽ là thời điểm. Và nói luôn, ấn định luôn là nói chung khoảng cuối tháng 12 này thì có thể là tụi Long sẽ, nói chung là trộm vía mà không nói trước nha. Mình không nói trước nha. Tức là trộm vía ra được thì ra, còn không ra được thì cũng phải ra thôi. Wow, rất nhanh thôi, là có nghĩa là cuối tháng sau mọi người ơi, hãy nốt lại lịch ngay để chúng ta cùng nhau hóng đợi sản phẩm mới của team Kính Vạn Hoa nha. Sau này thôi, đến thời điểm sau này tụi anh mới nhờ Facebook tụi anh mới add được với nhau. Anh với trai biết nhau lâu rồi, giờ đến giờ anh vẫn còn thuộc lòng số điện thoại của con trai nữa. Nhưng mà chắc chắn trai không thuộc số điện thoại anh nha. Không lẽ bây giờ em nói đây. Thôi rồi, nhanh nhớ rồi. Ok, chúng tôi đều thuộc số điện thoại của nhau mọi người. Em còn nhớ anh cái có câu bất hủ luôn, một cái ú mụn dê á. Ok, rồi. Vậy là xác nhận là hai anh nhớ số điện thoại của nhau. Ok. Mà là gọi như là tụi anh thấy một câu là đi không đổi tên ngộn rồi, họ không bao giờ mượn nợ để mà chạy, không bao giờ đổi số điện thoại luôn. Tức là xài cũng lâu lắm rồi đó. Số điện thoại trai là xài từ chắc cũng từ hồi Kính Vạn Hoa đến giờ ha. Đúng rồi. Mười mấy năm rồi đó, anh cũng xài. Nó cứ như vậy.
Tại bản thân của tụi mình á, nó hơi lạ một tí xíu là tụi mình không thích thay đổi. Dạ. Cái gì mà nó dù mọi người nghĩ là nó cũ á, nhưng mà always go. Chính xác. Nó luôn luôn có một cái giá trị nhất định nếu như mà mình đủ cái sự chín chắn để mà mình nghĩ về những gì đã qua thì tự nhiên cái thấy nó đẹp lắm. Và cái điều may mắn ở một cái chỗ là bản thân trai Long và cũng như anh Đào luôn á là có rất là nhiều cái kỷ niệm. Dạ. Dù đối với mọi người á, mỗi năm nó được nhắc lại qua hình ảnh, qua phim, cụ thể là Kính Vạn Hoa. Nhưng mà có một cái sự thật đó là không biết là mọi người có để, không biết, chắc chắn là mọi người cũng không có biết đâu, là tại vì tụi trai chưa từng coi hết một tập phim. Chưa từng coi hết một tập phim của Kính Vạn Hoa. Đúng vậy. Wow. Dù mình đóng đó nhưng mà mình lại chưa coi hết được một tập phim nào cả. Thật ra gần đây anh mới coi lại. Tức là gần đây không phải cái gì, nhưng mà tự nhiên, tức là khi có con á, bắt đầu có con, tức là khi mà mình già đi một chút xíu á là mình mới coi. Chứ cái thời mà còn mà gọi là còn trẻ trâu hoặc là cái thời phim mới ra thì mắc cỡ nha, mắc cỡ. đúng rồi. Kiểu như là khi mà coi là cái khúc này mà diễn dở như trời, khúc này là phải dày nè, càng coi càng nghĩ là lỗi. Dạ. Cho nên là thôi cái gì là mình diễn xong mình không dám coi lại. Với lại biết không, coi biết bị ngán á. Dạ. Tức là khi mà diễn, tức là hồi đó có một cái bệnh chung của bây giờ mọi người biết là khi coi Joe Vista là mình thấy là YouTube tiên không bao giờ nghe nhạc của mình, tại vì đúng rồi. Dạ, đúng rồi, chính xác. Lúc mà thời gian tôi anh lồng tiếng cho phim đó luôn mà. Dạ. Tức là được cái là cái phim đó thì trừ tiếng anh Đào, tại vì anh Đào này có vợ, anh Đào bị đớt á. Tức là Đào bị nói không rõ thôi, nhưng mà Đào diễn rất hay nha. Dạ. Anh xin lỗi anh Đào, lần nào tôi cũng gặp nó là tôi chọc nó không à, sorry mọi người. Nhưng mà tụi anh lồng tiếng cho vai đó nữa, tức là coi như tụi anh vừa diễn xong vừa lồng tiếng lại. Sau đó khi coi á, đặc biệt là nhớ hồi đó cái chị Trinh. Cái ngày mà ra mắt phim á, khi mà ngồi coi cái phim là cảm giác kỳ lắm. Nó mắc cỡ, đúng là nghĩa là mắc cỡ. Tức là mình rất là thấy nó cứ sao, nó kỳ kỳ á. Nên là đến thời điểm gần như là cách chắc khoảng 2 đến 3 năm sau anh mới coi lại phim đó. Chứ còn trước đây là coi như mọi người cứ nghĩ là tụi Long nhưng không chắc phải cày phim ha. Ừ, cày view cho mình đồ đó. Không, chúng tôi không cày view cho chúng tôi coi, chúng tôi thấy nó cứ ngứa sao đó. Nhưng mà sau này khi mà tại vì có gia đình hết trơn này. Dạ. Khi mà con mình lớn lên à, sẽ tới một thời điểm mình sẽ nói với con của mình á, ê hai đứa lại đây nè, ba chỉ cho tụi con biết tuổi thơ. Dạ, tuổi thơ dữ dội. Dữ dội của ba. Đúng rồi, dữ dội lắm, dữ dội. Năm 90 mấy ba là diễn viên đóng TV nổi tiếng. Chín mấy là chín mấy thì trai chưa đâu, nhưng mà chín mấy là anh. Đó. Nếu mà nói năm chín mấy thì anh có thể nói anh là từ bắt đầu từ năm 91, tức là từ 3 tuổi là nó đi theo chú Minh Trung, anh đóng cổ tích đi. Dạ. Sau đúng rồi, trai là tầm 5-6 tuổi, tại vì trai nhỏ hơn anh tuổi thì cũng dạ. Tầm 5-6 tuổi là trai với Hoàng Phi là một lứa tiếp theo. Cái đầu hai chỗ là mọi cái mọi người xem á, đều đóng trong hè. Tức là đúng 30 tháng 5 là học đoàn là chuẩn bị làm, tại vì 30 tháng 5 là mọi đứa tức là mọi diễn viên cho nó đều nghỉ. Dạ. Và nghỉ xong cái là đóng đến đúng 20 tháng 8, anh nhớ đúng 20 tháng 8 là ngày tập trung. Ngày xưa là anh không biết bây giờ thì cái ngày nghỉ hè của mọi người khác một chút xíu, tức là nghỉ Tết chạy ra một chút xong nghỉ hè ngắn lại, nhưng mà ngày xưa tụi anh nghỉ đúng 3 tháng. Là 30 cứ 3 đúng 30 tháng 5 là đến 28 mới tập trung, mà 59 học á. Là cứ đúng 28 là ấp đoàn kết máy. Gần như là 10 tập mỗi phần 1, 2, 3 đều 10 tập. Phần 3 thì tụi anh không nói tới, tại vì phần 3 lúc đó tụi anh lên đại học là tốt nghiệp rồi. Nhưng mà cái năm mà làm phần 2 á, là năm đó học, anh học lớp 12 luôn. Anh vào lớp 12 luôn, thì anh có cái lịch của anh sau này nó khác mọi người xíu, tại trường anh là vô học sớm hơn, tại năm cuối cấp mà. Còn học thêm 2 ngày nữa là cứ ấp. Nhưng mà vui lắm. Gần như giống như nghỉ hè thì mọi người đi chơi đi biển. Còn nghỉ hè tôi đóng phim. Vậy là chúng ta đã có rất nhiều những cái kỷ niệm của tình bạn rất là tốt đẹp này đúng không ạ? Cảm ơn các anh rất nhiều vì ngày hôm nay đã đến và chia sẻ rất nhiều những câu chuyện tại Zone Vista.
Và trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay, chắc là nãy giờ mình cũng đã nhắc nhiều đến những kỷ niệm rồi đúng không? Và mình cũng nhắc về mùa hè của những năm về trước nữa. Thì bây giờ mình chọn cho các bạn khán giả một bài hát mà có thể khiến cho mọi người nhớ về mùa hè của những năm hồi xưa được không? Bây giờ hai anh chọn giúp tụi em một bài hát đi ạ. Nếu như mà là nói về mùa hè, dạ, ngày xưa đó, dạ, mà là trước cả mình luôn á nha, mình sẽ chọn bài Tình Thơ. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, khán giả của Zone Radio cũng như Zone With Star, ca khúc Tình Thơ ngay sau đây sẽ là ca khúc cuối cùng cho chương trình Zone With Star ngày hôm nay với hai vị khách mời là Vũ Long và anh Ngọc Trai. Hai anh hãy gửi một lời chào tới các quý vị khán giả nhé. Hiện tại bây giờ thì là cả hai chúng ta đều là những cái vai trò khác nhau rồi. Đừng nó khóc mà. Tự nhiên cái nhà này nó vô, cái nó muốn khóc dễ sợ luôn. Không, nhưng mà ở một cái thời điểm nào đó, đặc biệt là những dịp hè, đó là lúc mà chúng ta có được cái sự may mắn là được mọi người nhắc lại thông qua bộ phim Kính Vạn Hoa. Và đối với riêng Trai đó nha, Trai luôn luôn nghĩ rằng á, cái sự thành công của vai diễn của mình là Quý Ròm á, nó không phải đến từ Trai mà nó đến từ tất cả mọi người, là những người đã tin tưởng mình để giao cho mình vai diễn đó. Và Vũ Long cũng đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong việc là Trai được lựa chọn vào vai Quý Ròm. Cho nên trong Trai ở bất cứ một cái thời điểm nào đó, mình luôn có một sự biết ơn. Biết ơn vì mọi người đã nhớ tới mình. Biết ơn vì mọi người đã tin tưởng mình. Và quan trọng á, là Trai biết ơn bởi vì tới thời điểm hiện tại bây giờ, mọi người vẫn nhớ tới Ngọc Trai thông qua vai diễn Quý Ròm. Nói hết luôn trời, nói hết phần của người ta luôn. Có chứ thì Long này cũng... Thật ra thì các bạn sẽ nhớ Long, và mọi người nếu mà yêu Zone thì vẫn biết Long mỗi tuần Long đều lên đây nói chuyện với nghệ sĩ. Thì thật ra đó là cách Long chọn cho cuộc sống của mình, đó là Long muốn làm người đứng sau thôi, và Long muốn làm một người nói chuyện với mọi người chủ yếu. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã xem, gọi như là đã nghe anh em tụi tôi ngồi đây, anh em của Long Ngọc Trai ngồi đây nói chuyện với mọi người. Thì cũng chúc mọi người có một buổi tối thật là vui, thật là thoải mái và thật là xả stress sau khi mà nghe anh em tôi làm điên làm khủng đây. Vậy thôi, là chúc mọi người luôn luôn có một cuối tuần thật vui vẻ. Hôm nay thì chúng ta đã có một buổi trò chuyện rất vui với là anh Ngọc Trai và anh Vũ Long. Thì một tiếng đồng hồ của Zone With Star cũng đã chuẩn bị khép lại rồi các bạn ơi. Các bạn hãy đón nghe Zone With Star tuần sau vào lúc 18 giờ trên ứng dụng Zing MP3 cũng như là radio tần số 89MHz nha. Còn ngay bây giờ thì Candy, Hailey cùng với hai khách mời là anh Ngọc Trai và anh Vũ Long xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.